Vâng, xin chào tất cả các anh em. Tôi là Navu và hiện tại tôi vừa đi chợ về và gửi xe ở trung tâm thương mại rất là đông. Và bây giờ mình đi tìm xe đây. Tìm xe. Xe mình ở đâu vậy? Em có nhớ xe mình để đâu không? Em không nhớ. Hôm nay quên nữa, không chụp số thì mình số nào? Không nhớ để ở lô nào. Em ơi, nhiều thế này sao mà biết được anh? À, ai sao? Lần sau nhớ chụp số rồi nhá. Không phải lo em ạ. Anh đã có phương pháp rồi. Đâu nhỉ? Được rồi, thôi được. Anh phải dùng bảo bối thôi. Bảo bối thôi. Bảo bối này có tên là E-Tech. Đâu vậy anh? Nó kêu ấy, em xem là ở đâu. À, đang nghe, đang kia rồi. Thử lại nào. Khi nào đến rồi, thấy xe rồi. Vâng, thưa các bạn, thì vừa rồi tôi đã tìm xe bằng ứng dụng, một ứng dụng trên smartphone. Đó, để tôi thử lại anh em xem nhá. Đấy, mỗi lần bấm tìm xe như này đèn nó kêu hai cái. Vâng, thưa các bạn, thì vừa rồi là một tính năng của phần mềm tên là P-Tech, đến từ hãng công nghệ cùng tên P-Tech các bạn ạ. Phần mềm này thì sẽ đi cùng với một thiết bị tên là Fox được lắp đặt trên xe máy. Thì có một vlog tôi đã nói về cái thiết bị này rồi. Tuy nhiên thì trong vlog đó thì yêu cầu cần phải sử dụng một chiếc remote, tức là một chiếc điều khiển từ xa để có thể sử dụng các tính năng để điều khiển chiếc xe này. Tuy nhiên thì trong vlog hôm nay của tôi thì tôi sẽ chỉ sử dụng một chiếc smartphone thôi, chỉ sử dụng chiếc điện thoại để có thể điều khiển chiếc xe này, gồm các tính năng như là mở khóa cũng như là tìm xe. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem tiếp những tính năng khác mà các bạn có thể sử dụng trên cái ứng dụng P-Tech này. Vâng, thưa các bạn, thì đây chính là giao diện của ứng dụng P-Tech các bạn ạ. Và vừa rồi tôi chỉ sử dụng tính năng tìm xe thôi. Đây là một tính năng rất là cơ bản mà hầu như là các cái xe hiện đại, xe máy hiện đại bây giờ đều được trang bị cả. Đấy, tuy nhiên với một số xe thì không được trang bị tính năng này, thì chúng ta phải cài đặt những cái lắp đặt những cái hệ thống từ bên thứ ba. Thì đây là một cái ứng dụng từ hãng phát triển tên là P-Tech. Đó, thì vừa rồi là tìm xe đúng không? Bây giờ tôi sẽ thử một tính năng khác, gọi là tính năng chống dắt nhá. Chống dắt. Đây. Đây là bật tính năng chống dắt. Ok. Xe vừa được bật tính năng chống dắt và nó vừa báo một tín hiệu xi nhan nháy lên một lần và đèn tín còi cũng kêu lên một phát. Đó. Chống dắt rất là nào. Tức là không bố con thằng nào có thể dắt được xe của bạn cả. Anh em mà đi vào shop mua đồ này hoặc là dựng xe để mua cái gì đấy lặt vặt ấy, thì quay sau lưng như này, anh em mua đồ này này dễ bị người ta dắt trộm lắm. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ dắt xe cho anh em xem. Đó. Và tôi sẽ là kẻ trộm. Xe đã bật tính năng chống dắt rồi, đúng không? Nào, bây giờ tôi sẽ dắt xe nhá. Các anh em có thấy không ạ? Vừa rồi tôi dắt đi khoảng được 5m, chưa đến 5m đâu. Đấy, thì xe bắt đầu hú còi lên. Và thực sự là nếu mà có kẻ trộm, có kẻ gian mà muốn lấy xe của các bạn thì chắc chắn là sẽ rất là hoảng loạn khi mà nghe thấy tiếng còi như thế này, và để xe của bạn lại rồi chạy thôi, chạy thôi. Đó. Để tắt tính năng chống dắt thì chúng ta lại nhấp lại một lần nữa là xong. Rồi, nó kêu hai phát. Đèn kêu hai phát và đèn nháy hai phát và còi kêu hai phát. Vậy là tắt đúng không? Bật lên thì kêu một phát nhá. Đấy. Tắt đi thì kêu hai phát. Ok. Đó là tính năng chống dắt. Đấy, tóm lại là không có thằng nào dắt xe của bạn đi được. Anh em cứ thoải mái dựng xe mua đồ. Đấy. Gái đẹp cũng không dắt được đúng không anh? Gái đẹp thì gái đẹp thì để anh dắt cho nhá. Vâng, thưa các bạn, thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp một tính năng thứ ba. Đó là tính năng mở xe. Mở xe tức là sao? Tức là khi bình thường mà anh em lắp cái thiết bị Fox trên xe máy như này thì
mặc định là xe sẽ được khóa lại, không ai có thể mở xe của bạn được. Trong một số trường hợp mà anh em gửi xe ở những nơi mà không có bảo vệ để đề phòng kẻ trộm mà có thể mở khóa xe và lấy xe của bạn đi, thì hệ thống Fox này, cái hệ thống Fox lắp đặt trên xe sẽ tự động là khóa xe của các bạn lại. Và khi nào mà anh em cần mở xe ra thì bắt buộc phải sử dụng tính năng mở xe ở trên ứng dụng. Bây giờ tôi sẽ không sử dụng ứng dụng mà tôi mở xe luôn nhé, để hình dung cho các bạn xem. Đấy. Hiện tại là xe đã được lắp đặt Fox và xe đang luôn ở trong tình trạng là khóa anh em nhé. Bây giờ mở xe lên này. Đồng hồ, không phải đồng hồ. Hệ thống không khởi động. Hệ thống không hề khởi động. Đó anh em ạ. Xe máy không hề khởi động hệ thống đồng hồ cũng như là tất cả các hệ thống khác, mà nó sẽ hú còi ngay lập tức khi mà có kẻ gian mở xe trái phép của các bạn. Họ sử dụng những cái chìa khóa đa năng gì đấy, tôi không biết được. Đại khái là mở xe trái phép của các bạn thì xe chắc chắn sẽ hú còi lên. Và bây giờ còn bạn là chủ nhân của chiếc xe, đúng không ạ? Thì bạn sẽ sử dụng ứng dụng trên chiếc xe này để mở chiếc xe của bạn ra. Đó, thì bây giờ tôi sẽ mở xe ra nhá. Đấy, các bạn nhìn này, nút mở xe. Đấy. Khóa xe đây được mở. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ok. Đấy. Và giờ thì xe đã được khởi động thành công. Vừa rồi là tôi đã điều khiển xe như bình thường. Sẽ có một cái câu hỏi mà chắc chắn là anh em sẽ thắc mắc là: vậy thì bất cứ điện thoại nào khi mà cài ứng dụng này đều có thể điều khiển chiếc xe của bạn không các bạn nhé? Khi mà chúng ta lắp đặt hệ thống Fox thì nó sẽ đi kèm theo một cái gọi là mã pin, mà khi mà chúng ta cài đặt cái hệ thống, cài đặt cái phần mềm Pintech này lần đầu tiên thì bắt buộc chúng ta phải nhập cái mã pin của cái thiết bị đó thì mới có thể điều khiển chiếc xe của bạn được. Vậy thì nảy sinh một cái vấn đề là chỉ có chủ nhân của chiếc xe đó, chủ nhân người mà biết mã pin đó mới điều khiển được chiếc xe đó, có phải vậy hay không? Thì ở đây còn một cái tính năng thứ tư nữa mà tôi muốn nói với anh em, đó là tính năng chia sẻ, có nghĩa là chia sẻ quyền điều khiển, quyền sử dụng xe máy. Bây giờ tôi sẽ dùng thử tính năng này cho anh xem nhé. Rồi, bắt đi. Vâng, thưa các bạn, thì đây là một chiếc điện thoại thứ hai, một chiếc iPhone đã được cài đặt sẵn ứng dụng Pintech. Đây, đây là ứng dụng Pintech. Rồi. Trong lần đầu tiên mà sử dụng cái ứng dụng này thì chúng ta cần phải đăng ký. Thì ở đây tôi sẽ đăng ký tài khoản cho chiếc điện thoại này. Đăng ký rất đơn giản thôi, chỉ cần tên và số điện thoại thôi. Vâng, thưa các bạn, thì sau khi cài đặt xong ứng dụng, có thể truy cập vào cái giao diện chính của cái phần mềm Pintech trên điện thoại. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng tính năng chia sẻ quyền điều khiển nhá. Đấy, thì với cái điện thoại của chủ nhân chiếc xe này, anh em bấm vào chia sẻ. Đấy, rồi. Và giờ thì tôi sẽ thêm cái số điện thoại mà tôi muốn chia sẻ cái quyền điều khiển này trên xe. Đấy, thì tôi sẽ nhập số vào nhá. 0976. Sau đó chúng ta nhập mã pin của thiết bị nhá. Rồi, bạn ở ngay trên điện thoại này sẽ hiện luôn một thông báo là bạn nhận được một chia sẻ mới. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, đấy. Ngay trên màn hình giao diện của phần mềm Pintech đã hiện lên một cái là AT01928 là tên mã của thiết bị các bạn nhé. Tôi sẽ bấm nút chữ V để xác nhận này. Xác nhận. Vâng, thưa các bạn, thì bây giờ tôi sẽ thử luôn cái tính năng ở trên chiếc điện thoại mà đã được chia sẻ quyền điều khiển. Đây, bấm vào. Rồi. Đấy, thì ở trên một chiếc điện thoại được chia sẻ thì chỉ có tính năng là tìm xe và mở xe thôi. Đấy, tức là chia sẻ quyền sử dụng mà. Đúng không? Thì bây giờ bạn có thể tìm xe này. Đấy, giống như kia thôi. Mở xe như thế, mở xe để chúng ta đi thôi. Đó, rồi. Vâng, thưa các anh em, thì vừa rồi là những tính năng cơ bản của phần mềm Pintech
có thể cài đặt trên smartphone Android cũng như là iOS. Các anh em không cần phải mang một chiếc điều khiển từ xa, một chiếc remote lủng củng đi cả. Anh em chỉ việc sử dụng ngay chiếc smartphone, chiếc điện thoại của mình để có thể mở khóa cũng như là tìm xe. Những tính năng rất là hữu dụng dành cho chiếc xe của bạn. Vâng, thưa các anh em, nếu như anh em nào mà có quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thì chắc anh em cũng hiểu là thế giới đang đi vào một cái kỷ nguyên gọi là Internet of Things, hay còn gọi là vạn vật kết nối. Có nghĩa là tất cả mọi thứ, mọi vật xung quanh chúng ta sẽ kết nối lại với nhau, và chúng ta có thể điều khiển tất bất cứ thứ gì bằng chiếc smartphone. Và lĩnh vực xe máy sẽ không thể nào mà thoát khỏi được cái vòng xoáy công nghệ đó. Theo chia sẻ của hãng Pitech thì trong tương lai họ sẽ nâng cấp ứng dụng, nâng cấp hệ thống của họ lên để có thể mở rộng hệ sinh thái IoT này. Không chỉ là điều khiển xe máy mà có thể điều khiển cửa cuốn, điều khiển máy giặt, tủ lạnh, bất cứ thứ gì. Một hệ sinh thái công nghệ rất là rộng lớn, bao trùm toàn bộ thế giới xung quanh chúng ta. Vâng, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những mô tô vlog lần sau. Xin chào.